Đánh nấp thủ phụ hàng nhái ở Hà Nội, thu giữ cả nối đồ hiệu dợm. Khu Ninh Hiệp được coi là một trong những địa điểm nổi cộm về hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nằm trong tầm ngắm kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường. Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội là một trong những khu vực đầu mối trung chuyển quần áo, vải vóc, đồ thời trang lớn nhất miền Bắc. Các cửa hàng sang ngập khắp mọi ngã đường, con ngõ với năm khu chấn Sóc Lã, Ba Gia, Sơn Long, Phố Điền, Chợ nên Đây cũng được coi là một trong những địa điểm nổi cộm về hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Tổng cục Quản lý Thị trường đưa vào tầm ngắm kiểm tra ngay từ đầu năm. Trưa ngày 31 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh đồng loạt ra quân kiểm tra hàng chục điểm kinh doanh trong khu vực này. Theo thông tin ban đầu, kiểm tra 10 điểm bán hàng tại trung tâm thương mại Sơn Long, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ được gần 3.000 sản phẩm có dấu hiệu nhái các thương hiệu thời trang nổi tiếng như NET, Adidas. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc cơ quan quản lý áp đến. Các gian hàng khá bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng đột ngột kiểm tra, nhưng chỉ rất ít phút sau đó, các cửa hàng còn lại đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, đóng cửa quầy kinh doanh, tắt điện vội vàng ra về. Còn số còn lại vận chuyển hàng hóa đi nơi khác để né sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Cùng ngày 31 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh đã tiến hành đánh nấp khu vực tập kết hàng tại địa bàn phường Đình bảng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau một đêm mật phục, quản lý thị trường đã tóm gọn 6 xe chở hàng với khoảng 15 tấn hàng hóa di chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội, đang tập kết tại phường Đình Bản, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trên mỗi lô hàng đều ghi rõ tên từng người nhận, có cả những dòng chữ nước ngoài và những ký hiệu bí danh đặc biệt của người nhận. Toàn bộ số hàng hóa này đều là mặt hàng thời trang, túi sách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như DV, Focus, Burberry. Ông Phụ Mạnh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh, cho biết do chưa liên lạc được với chủ hàng, Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh đã tiến hành tạm trữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục làm rõ nguồn gốc và chủ sở hữu để xử lý theo đúng quy định. Theo ông chồng Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, tinh thần kế hoạch 3972 là nói không với các vi phạm, một địa bàn sẽ làm liên tục trong nhiều ngày và có thể đột xuất quay lại kiểm tra để nắm được mức độ vi phạm tái diễn của các tiểu thương. Kế hoạch 3972 không chỉ xử phạt vi phạm hành chính mà qua các lần kiểm tra, kiểm soát, chúng tôi muốn để tiểu thương hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất của việc kinh doanh để từ đó không vi phạm. Ông Linh nhấn mạnh.